Vâng, Xúc Thanh Đạo Audio xin chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh báo giá và giới thiệu sản phẩm loa Nhật bãi của Xúc bên em. Hôm nay em lại làm video giới thiệu đến các bác tầm độ khoảng 14 cặp loa, tầm giá rất là bình dân. Sony G4, NODHS 33, Technic, Sony G3, Diatone 28B. Và hôm trước em có đọc nhầm cái cặp này là cặp 35B MK2, em đọc là 32 đó. Và tiếp một cặp Technic cực kỳ là gấu, giá chưa đến 8 triệu đó, đặc biệt là rất là đẹp. Và Sony 7220A, một cặp loa karaoke ngang của Hàn Quốc xịn 100% Koda. Hiếm lâu lâu em mới gặp được những cái cặp loa như thế này, và một cặp loa cây cột của Yamaha đời mới, và F7000, CS F7000 đẹp không chê vào đâu được, mức giá chưa đến 6 triệu. Kenwood Bookshelf rất là đẹp, Onkyo 33X, BS 333X, và một cặp Onkyo D77 đẹp mãn nhãn luôn. Đầu tiên em xin đi giới thiệu đến các bác này. Hôm nay là nó hơi nhiều, đâm ra là em có chồng lên bên trên, nhưng mà em vẫn quay cực kỳ chi tiết để giới thiệu đến các bác. Đặc biệt là loa rất là đẹp, Sony G4 đó. Một cái bát nó rơi vào tầm vào khoảng 30 cm đấy ạ, rơi vào 30 cm, và một cái chung giấy tầm khoảng 12 cm, và một cái tép đôm cực kỳ là gấu luôn. Bảng phân tần của tép và chung nằm chung trên một cái bảng cực kỳ là lớn. Hai vi tinh chỉnh phía đằng trước, đặc biệt là tuyến loa, màng giấy gân vải nguyên zin còn cực kỳ là mềm luôn, và đặc biệt là tuyến loa. Các bác nhìn cho em hai cái màng bát và màng chung ạ, và tuyến tép ạ. Đó, rất là đẹp luôn. Bề mặt không có bị rôm rỉ, nó đẹp xuất sắc đấy ạ. Khổ thùng là chiều cao 65, chiều rộng 38, chiều sâu 34 cả ê căng. Loa được nạng một lớp xi màu vân gỗ rất là đẹp. Em sẽ quay chi tiết, đó sẽ quay chi tiết đến các bác. Rất là đẹp luôn, thùng vách đang không có bể nở sứt sẹo gì. Đó, đây là vết keo cạo đi là đi đấy ạ, với cái vết băng dính dán từ Nhật nột đi thì nó còn sót lại đó. Tiếp tuyến hông ạ, rất là đẹp, vuông thành sắc cạnh, gọi là đẹp xuất sắc rồi. Và tiếp cái kế bên ạ, tiếp cái kế bên đó, màu rất là tươi đẹp. Tuyến hậu của cả hai chiếc đều rất là đẹp, vuông thành sắc cạnh, không có bề nở sứt sẹo gì. Đó, và tiếp tuyến cái hông kế bên để em xoay để giới thiệu kỹ đến các bác, cho các bác tham khảo. Đó, rất là đẹp luôn, tuyến thùng đẹp và tuyến loa cũng rất là đẹp. Và em soi thông số và báo giá đến các bác cặp G7. À xin lỗi, cặp Sony SS G4 ạ. Công suất là max là 80W, 8 ohm, rất dễ ghép âm đi ạ, và made in Japan. Đó, đặc biệt là tuyến hậu này không có bề nở sứt sẹo gì, và tuyến đằng mặt đằng trước rất là đẹp luôn. Các bác chờ em chút, em xoay lại để giới thiệu và báo giá cho các bác luôn. Các bác quan tâm thì liên hệ với shop bên em. Một cặp G4 với một mức giá là 4.500.000, một mức giá cực kỳ tốt. Các bác nào mà thiện chí thì liên hệ với em qua tấm biển trên. Thanh Đạo Audio, chuyên âm thanh bãi, trực Ninh Nam Định, một số điện thoại duy nhất ship hàng toàn quốc. Và tiếp đây em giới thiệu đến các bác này, một cặp loa Bookshelf cực kỳ gấu và rất là nặng luôn, của NODHS 33D nhá. Có hai vi tinh chỉnh phía đằng trước, một cái bát rơi tầm 22 cm, cực kỳ là gấu. Tất cả những cái dòng này là xương đúc nhôm phay 100%,
đặc biệt là tuyến noa và tuyến gông kiềng rất là đẹp luôn. Một cái bát nó rơi vào hết khổ găng tay, nó rơi vào tầm 23-24 cm đấy ạ. Và một cái chung đôm, một cái chung màng giấy ạ, bát màng giấy gân vải xếp rất là đẹp ạ. Và một cái chung màng giấy nó rơi vào tầm 14 cm, và một cái tép đôm nó rơi vào tầm độ khoảng 10 cm, rất là gấu luôn. Một lỗ thông hơi phía đằng trước đó, đặc biệt là tuyến noa rất là đẹp ạ. Em soi kỹ để giới thiệu đến các bác. Được phủ một lớp màu đen, không đen hẳn ạ, màu đen nông do, phủ một lớp bóng piano nguyên bản. Chiều cao là 51, chiều rộng là 28, chiều sâu là 26 cm cả ê căng. Và đặc biệt là tuyến loa rất là đẹp luôn. Đó, không có bề nở xứt xẹo gì, có rep rai trái phải. NOD. Model của nó là HS33D. 6 ohm, công suất max là 200W. Đó, công suất max là 200W made in Japan. Và tiếp cái kế bên này rất là đẹp luôn ạ. Không có bề nở xứt xẹo gì. Đấy, một cái R và một cái N. Rep rai trái phải. Đặc biệt là tuyến loa không chê vào đâu được. Với một mức giá em báo để các bác tiện tham khảo, và em quay tiếp cái hông kế bên để báo giá đến các bác. Đó, rất là đẹp luôn ạ. Cặp NOD HS33D. Đó, hai vi tinh chỉnh phía đằng trước, bát rất là đẹp. Mà một cặp book sale với một mức giá là 3.300.000. Cặp loa này rất là nặng ạ. Đó, rất là nặng. Và tiếp đây em giới thiệu đến các bác một cặp Technic này. Bát 29 cm, một lỗ thông hơi phía đằng trước, nó rơi vào tầm 6 hoặc 7 cm đấy ạ. Màng giấy gân mút. Đó, màng giấy gân mút. Và một cái chung giấy nó rơi vào tầm độ khoảng 14 cm, và một cái tép còi mỏ vịt. Thông số của cặp loa là SB2070 8 ohm, công suất max là 100W, công suất đầu vào là 70W. Giải tần từ 3.500Hz đến 7.500Hz, độ nhạy 93 dB. Đó, đặc biệt là tuyến loa rất là đẹp ạ. Không chê vào đâu được. Đẹp xuất sắc, không có bể nở xứt xẹo. Và các bác chờ chút em sẽ quay bốn xung quanh. Em vẫn là phải quay bốn xung quanh để các bác được nạng một lớp xi màu nâu vân gỗ rất là đẹp luôn. Rất là đẹp. Đều loa. Đó. Và tiếp tuyến kế bên. Đó. Hôm nay em làm nó hơi nhiều thì em có để chồng lên, nhưng mà em soi rất là kỹ. Đó, đây là cái vết bụi thì ạ. Rất là đẹp luôn ạ. Tuyến hậu cũng là rất là tươi mới. Đó, rất là tươi đẹp luôn. Và cặp này là series của nó như kiểu là trùng series đấy hay sao ấy ạ. Đúng rồi, trùng series C283 và C283, đúng trùng series đấy ạ. Cũng là trùng đúng cặp đấy ạ. Với một mức giá loa Technic SB2070. Đó, bát 29 cm, chiều cao 80 cm, và chiều rộng là nó rơi vào 36.5 cm, và chiều sâu là cái căng nó rơi vào 33 cm. Đó, rất là đẹp luôn. Với một mức giá 4 triệu, các bác nào mà rất là nhiều bác hỏi loa Technic, nhưng mà hôm nay vì có model này là model cũng rất là đẹp luôn, 2070. Đó, 2070. Và tiếp đây em giới thiệu đến các bác một cặp cũng rất là gấu luôn của Sony. Đó, những cái dòng này là dòng gấu của Sony rồi. Đó, Sony SSG3 vẫn là một cái bát nó rơi vào 30 cm, và một cái chung. Cặp G4 thì nó là chung cặp G4 nó là tép đôm, và cặp G3 nó là tép giấy ạ. Vẫn là tuyến bát màu vàng mỡ gà rất là đẹp, gân vải nõm. Rất là đẹp luôn ạ. Và dầu còn rất là mềm luôn. Đó, tuyến loa rất là đẹp, em soi kỹ tuyến chung ạ, và một tuyến tép giấy và hai vi tinh chỉnh phía đằng trước. Đó, đặc biệt là loa không chê vào đâu được.
không có bể nở sứt sẹo gì. Đó, tuyến thùng là được, cũng nặng một lớp xi màu vân gỗ rất là đẹp. Rất là đẹp, chiều cao 63, chiều rộng 34.5 và chiều sâu cả căng là rơi vào 34 cm. Đó, và tuyến hậu ạ. Đó. Em soi kỹ để các bác tham khảo. Đó, rất là đẹp luôn, có một cái tem giấy chữ nhật thì bên trên này nó có bong mất. Và tiếp tuyến hông này ạ. Đó, em quay rất là gần luôn ạ. Đó, có những cái vết này là vết băng keo thôi ạ. Nhỏ như cái đầu kim thôi. Đó, rất là đẹp. Và thông số của cặp loa model là Sony SSG3 8 ohm, công suất max là 60W, made in Japan. Đó. Loa rất là đẹp. Em báo với một mức giá để các bác tham khảo là 3 triệu 700. Các bác nào mà thiện chí thì nhanh tay những cái cặp như thế này là cũng cặp loa gấu của Sony rồi mà giá cực kỳ là tốt. Các bác phải nhanh tay thì mới kịp đấy ạ. Tiếp đây em giới thiệu đến các bác một cặp loa cũng rất là đẹp ạ. 28B. Một cái bát 25 cm và một cái chung giấy và một cái tép đôm cực kỳ là lớn. Chung giấy thì nó rơi vào tầm khoảng 12 cm nhưng mà tép đôm thì có khi còn to hơn cả chung giấy đấy ạ. Rất là lớn luôn, hai vi tinh chỉnh phía đằng trước. Bát được màng giấy gân vải nguyên zin. Gân vải nõm cũng rất là còn rất là mềm. Đó, dầu rất là còn ướt nguyên ạ. Đó, rất là đẹp luôn, đặc biệt là tuyến gông kiềng này. Em soi rất là kỹ. Hai cái như một. Đó, Diatol DS28B và tuyến đỉnh này. Đó. Không có tuốt tát lại một bất kỳ một tí nào bằng nó đẹp tự nhiên đấy ạ. Đặc biệt là tuyến loa và tuyến thùng nó đẹp tự nhiên. Đó, đẹp tự nhiên luôn ạ. Em soi rất là kỹ. Đó. Chiều cao 60, chiều rộng 35 và chiều sâu là 28 cm cả ê căng. Đó, em quay tiếp cái bên. Đó, rất là đẹp luôn, đẹp xuất sắc. Các bác chờ em một chút. Đó, và tuyến hậu này ạ. Đó, tuyến hậu đẹp. Rất là đẹp, đẹp và đến còn đến 80-90% luôn. Và tiếp cái tuyến hậu kế bên này ạ. Đó, em quay không để sót một chỗ nào để các bác tham khảo. Đó, rất là đẹp luôn, đẹp xuất sắc. Em soi rất là kỹ và rất là gần để các bác tham khảo. Em đọc model Diatol DS28B. Giải tần từ 40 đến 20.000 Hz, 8 ohm và công suất max là 50W, made in Japan. Đó, đặc biệt là loa rất là đẹp và thùng cũng rất là đẹp luôn. Đó, loa đẹp, thùng đẹp. Và em báo một mức giá để các bác tham khảo, cũng là một mức giá rất là tốt để các bác trải nghiệm. Đó, loa rất đẹp, DS28B, bát 25, chung 12 và tép đôm tầm khoảng 13 cm, hai vi tinh chỉnh phía đằng trước, một mức giá 3.300.000, 3.300.000, một mức giá cực kỳ ưu đãi đấy. Và tiếp đây em giới thiệu đến các bác một cặp, em giới thiệu lại một cặp loa Diatol 35B MK2. Đó, 35B MK2 ạ. Đó, nó có 35 trơn và 35B MK2. Đó, những cái này là cái vết xốp thôi ạ. Đặc biệt là tuyến loa rất là đẹp ạ. Màng giấy gân vải nguyên zin. Nhưng mà gân vải này thì cũng em sẽ bên shop em sẽ thay đi chứ không để vậy. Để vậy thì các bác chơi mạnh thì nó sẽ rất là hại cho đến cái màng giấy, tức là nó hơi cứng một chút, mềm nhưng mà không mềm bằng mút được ạ. Một cái chung nó rơi vào tầm 13 cm và một cái tép đôm cũng tương đương, hai vi tinh chỉnh phía đằng trước. Hôm trước em có giới thiệu model của nó là DS35B MK2. Đó, tuyến thùng thì hôm trước video em có giới thiệu được các bác kỹ rồi mà cũng rất là đẹp, đẹp không có sơ va luôn. Đẹp không sơ va luôn ạ. Chỉ có lau chùi đi nó đã đẹp như vậy, không có một tí nào sơ va, có rep line trái phải. Diatol
DS35B MK2 giải tần từ 35 đến 20.000 Hz 6 ohm và công suất max là 80W, cũng các bác nghe nhạc và hát karaoke gia đình cũng rất là tốt luôn. Đó. Với một mức giá hôm nay em báo để các bác tham khảo 4.500.000 cho một cái bát 30 cm. Và những cái cặp trơn, giả dụ như là 35B MK2 trơn, đây là 35B MK2 là 4.500.000, và những cặp trơn thì em bán kém 500 là 4.000.000. Các bác nào có nhu cầu thì liên hệ với shop bên em. Và tiếp đêm giới thiệu đến các bác một cặp loa rất là tử tế ạ, rất là tử tế, một cái dòng loa cổ rất là gấu luôn, mà cũng loa rất là nặng luôn. Đó, rất là nặng luôn ạ. Sony nặng gỗ 100%, rất là đẹp luôn ạ. Đó, cũng cam đoan với các bác là không có sờ va, không có sờ va luôn, nó đẹp tự nhiên đấy ạ. Một cái bát nó rơi vào tầm 27 cm, một cái chung, nó một cái chung giấy cũng rất là gấu luôn. Đó, các bác xem này, tuyến loa rất là đẹp, chung giấy nó rơi vào tầm độ khoảng 14 cm, và một cái tép đôm cũng tương đương, hai vi tinh chỉnh phía đằng trước có một lỗ thông hơi. Đó, được bịt bằng lưới sắt mạ gôm vàng rất đẹp. Model của nó là Sony 7220A. Đó, đặc biệt là tuyến thùng này, không có sờ va mông má gì đâu ạ. Loa nó rất là đẹp. Đó, có chảy xước hơi xíu xíu nên lau đi cũng là hết đi ạ. Lau đi là hết ạ. Em mới lau dọn sơ sơ qua để phẩy cái bụi để giới thiệu đến các bác thôi. Đó. Và đặc biệt là cái loa nó đẹp thì căng của nó cũng đẹp. Cái tại vì là cái loa này nó là căng cổ thì em sẽ soi luôn cho các bác. Căng đẹp xuất sắc luôn. Đó, không có một vết đốm vào đất. Nó đẹp loa thì căng nó cũng rất là đẹp luôn ạ. Đó, rất là đẹp luôn. Căng cổ này thì nó còn sáng đẹp nguyên zin thế này thì là tuyến loa rất là đẹp rồi. Và tuyến soi tuyến hông. Tuyến hông để giới thiệu cho các bác. Đó. Được nặng gỗ tự nhiên. Loa rất là đẹp và rất là nặng luôn ạ. Model là Sony SS7220A. Công suất max là 70W và 6 ohm, made in Japan. Đó, và tuyến hậu của chiếc kế bên, loa rất là đẹp, chiều cao là 60 cm và chiều rộng 35 và chiều sâu 30 cm cả ê căng. Một cái bát 27, một cái chung nó rơi vào tầm 14 cm và một cái tép đôm tương đương, hai vi tinh chỉnh phía đằng trước, loa rất là nặng mà rất là tử tế. Với một mức giá 3.700.000, các bác nhanh tay để sở hữu những cặp loa rất là đẹp mà giá rất là bình dân luôn. Đó. Và tiếp đây em giới thiệu các bác một cặp Technic này, cũng rất là gấu và cũng rất là đẹp, với một mức giá cũng rất là bình dân luôn. Và một cái bát giấy gân vải nguyên zin, bát 30 cm và một cái chung giấy nó rơi vào tầm 12 cm và một cái tép giấy nó rơi vào tầm 10 cm, nó rơi vào tầm 8 cm thôi ạ. Đó, đặc biệt là tuyến loa này, một lỗ thông hơi phía đằng trước, nó như cặp một cặp loa Kevin bát 40 luôn, rất là gấu luôn ạ, của Technic. Đó, tuyến loa rất là đẹp, rất là đẹp luôn ạ. Đó, model của nó là SB1770. Đó, và em soi kỹ được nặng một lớp sim đỏ đen rất là đẹp luôn, hổ thùng rất là lớn. Và em soi kỹ các tuyến để cho các bác tuyến hông và tuyến hậu để các bác cùng tham khảo. Chắc là cái cặp này thì bác nào nó không có nhiều, nó không có nhiều trên thị trường mà cũng rất hiếm gặp, mà đặc biệt là loa nó rất là đẹp luôn ạ. Đó, với một mức giá thì chắc là các bác sẽ chốt ngay tức khắc thôi. Đó, em sẽ sale mức giá cực kỳ tốt. Đó, và em soi tiếp tuyến hông kế bên. Đó, tuyến hông kế bên này rất là đẹp. Chiều cao là 73, chiều rộng là 42.5 và chiều sâu là 44 cm, hổ thùng rất là lớn ạ. Nó rơi em đọc lại này, chiều cao 73, chiều rộng là 42.5 và chiều sâu nó rơi vào 44 cm. Và model của nó là, đây em đọc thông số, tuyến hậu thì em soi kỹ cả hai chiếc này. Em đọc thông số để giới thiệu với các bác. Model là Technic SB1770. 8 ohm và công suất max là 60W, made in Japan. Đó.
loa rất là đẹp và rất là gấu, rất là gấu, và đặc biệt là khổ thùng rất là lớn và nó rất là nặng, cũng rất là nặng luôn ạ. Với một mức giá là để em báo để các bác tham khảo, một mức giá là 7 triệu để các bác tham khảo. Các bác nào mà xem được video thì nhớ xem những cái loa đẹp mà giá tốt thì cho em xin một nút like, nút đăng ký để nhận những thông báo thường xuyên shop bên em review. 7 triệu các bác nào mà thiện chí thì liên hệ với em qua tấm biển trên. Và mức giá đấy thì các bác cũng có một cặp thôi, các bác phải nhanh tay. Và tiếp đây em giới thiệu đến các bác một cặp Yamaha này, sản xuất tại Malaysia, cũng là dòng loa cây cột, chiều cao là 81, chiều rộng là 17 cm và chiều sâu là 29 cm. Loa rất là đẹp luôn ạ, vuông thành sắc cạnh, được nạng một lớp xi màu vàng, một lỗ thông hơi phía đằng trước và một cái bát nó rơi vào tầm 16 cm, màng nhựa gân gân này là gân cao su nguyên zin và một cái tép đôm đó, cho những cái căn phòng tầm độ khoảng 20 m thì tiếng bát cũng rất là hay luôn, rất là hay mà tầm tiền ai cũng có thể mua được đó, ai cũng có thể mua được, mức giá cực kỳ tốt luôn. Em đang để một cặp loa karaoke của Koda thì em quay tuyến hậu cho các bác, em cũng xoay ra được ạ. Yamaha NS122120, công suất là 200W, 6 ohm, công suất đầu vào là 60W ạ. Sản xuất tại Malaysia, một cặp loa đời cao cây cột đó, rất là đẹp luôn. Chị có nhà, chú chờ chị tí. Với một mức giá là 2.500.000 để các bác tham khảo, các bác nào mà có thiện chí thì liên hệ qua shop. Và tiếp đây em giới thiệu một cặp loa ngang của karaoke này, Hàn Quốc xuất Nhật 100% zin toàn tập luôn. Đó, tại vì là Koda này có sản xuất tại Việt Nam mình, có công ty của Sài Gòn hoặc là Trung Quốc sản xuất, nhưng mà đây cặp này em bao cho các bác là sản xuất 100% Hàn Quốc, xịn 100%, xuất sang thị trường Nhật. Một cái bát 20 gân được màu vàng nguyên zin. Đó, bát 20 và hai cái tép. Và chiều rộng và chiều cao là 26, chiều rộng 45 và chiều sâu là 24 cm, cái căng đằng trước là e căng bằng lưới sắt rất là đẹp luôn ạ. Đó, Koda toàn bộ là chữ của Hàn Quốc luôn. Đó. 8 ohm, công suất đầu vào là 100W, công suất mắc là 180W, độ nhạy là 90 dB. Và giải tần từ 50 đến 20.000 Hz. Đó, 100% là của Hàn Quốc 100%. Xuất sang thị trường Nhật mà loa rất là đẹp ạ. Một cặp loa karaoke và cũng là nghe nhạc rất là tốt. Phòng mà tầm 25-30 m thì các bác chơi hai cặp này với một cái súp vừa vừa tiền thì cũng rất là ok luôn. Với một mức giá 2.700.000 các bác tham khảo. Đào ơi, là chú thưởng hỏi gì này. Và tiếp đêm giới thiệu đến các bác một cặp loa cũng rất là gấu của Kenwood. Một cái bát 20 tầm 23-24 cm đấy ạ. Và một cái trung đôm, một cái tép đôm. Đó. Những dòng này là dòng búc xeo rồi chứ không phải là dòng loa dàn đâu ạ. Và một lỗ thông hơi phía đằng trước, một vi tinh chỉnh giải cao. Model của nó là NS550. Đó, đặc biệt là loa được phủ một lớp sơn piano màu cũng màu không đen hẳn ạ. Nó không đen hẳn, đen nâu nâu đấy ạ. Đây này, vân rất là rõ chi tiết luôn. Đó. Đặc biệt là tuyến loa này, gông kiềng được đúc toàn bộ bằng xương nhôm cực kỳ là gấu luôn. Đó, một lỗ thông hơi phía đằng trước và chiều cao là cao 50, rộng 27 cm và chiều sâu cả ê căng là rơi vào tầm 23 cm cả ê căng. Đó, có rep lai trái phải, đặc biệt là tuyến loa em bao đẹp rồi các bác, đẹp xuất sắc luôn. Em dám khẳng định là không chê vào đâu được. Model của nó là NS550, công suất mắc là 130W, 6 ohm, made in Japan. Đó, em
quay lại để và báo giá đến các bác. Bác chờ em một chút ạ. Đó, loa cũng rất là nặng luôn ạ, loa Buxell mà có rep ride trái phải và một mức giá 3.500.000. Các bác nào mà thiện chí thì liên hệ qua số bên em. Và tiếp đêm giới thiệu đến các bác một cặp này, rất là nhiều bác hỏi, nhưng mà đặc biệt cặp loa này em cũng dám khẳng định là đẹp xuất sắc, không có điểm chê. Đó, hai cái bát các bác xem cho em là màu mỡ gà rất là đẹp luôn, đều màu đều loa. Đó, rất là cân tuyến và tuyến trung và tuyến tép này ạ. CSF7000, một lỗ thông hơi phía đằng trước. Đó, và chiều cao là 73.5 và chiều rộng là 36 cm và chiều sâu là 34 cm cả ê căng. Em cũng soi bốn xung quanh để các bác tiện tham khảo. Đẹp là đẹp ạ. Rất là đẹp luôn. Và tuyến hậu này có rep ride trái phải, có chảy xước nhẹ thôi, chứ còn tuyến loa tuyến hậu như này cũng là rất là đẹp rồi ạ, không có bể nở sứt sẹo gì. Và tiếp tuyến hông kế bên này. Đó, tuyến hông kế bên này. Và tiếp tuyến hông của cái ride này. Đó. Rất là đẹp luôn. Và tiếp tuyến hông này, đây là tuyến hậu. Và tuyến hông kế bên này. Đó. Rất là vuông thành sắc cạnh. Zin toàn tập luôn. Và model của nó là Pioneer CSF7000, công suất max là 70W, 8 ohm, made in Japan. Đó. Em quay lại và báo giá cho các bác. Và đây tiếp cái R của cái cặp Kenwood NS550 này, cũng không có bể nở sứt sẹo gì, đẹp xuất sắc luôn. Bao đẹp cho các bác. Những cái dòng hoa này thì em cũng nói rõ luôn là ê căng, không có một cái đống bục luôn. Tất cả những dòng hoa này, loa đẹp thì ê căng cũng đẹp xuất sắc. Cặp CSF7000 đi vào tiềm thức rồi, với một mức giá loa đẹp em bán với ba các bác là 5.700.000. Các bác nào mà thiện chí thì liên hệ qua số bên em. Và tiếp đây em giới thiệu đến các bác một cặp Onkyo cực kỳ là gấu, bát 31 cm, chung màng carbon, nó rơi vào tầm 16 cm, và một cái tép đôm rơi 12 cm. Đó, loa cũng rất là đẹp luôn ạ. À, màng carbon gân mút, gân mút, loa cũng là đẹp xuất sắc, không có chê vào đâu được, không chê vào đâu được. Đó, và chiều cao là 68, chiều rộng là 48 cm, và chiều sâu là 35 cm cả ê căng đấy ạ. Đó, có rep ride trái phải và tuyến hậu này, một lỗ thông hơi phía đằng sau. Đó, một lỗ thông hơi phía đằng sau. Đó, và tiếp tuyến hậu, tuyến hông kế bên này, nó có bụi xốp thôi ạ, lau đi là rất là đẹp luôn. Đó, thùng cũng là sắc đứt tay đấy ạ. Đó, rất là đẹp. Và tuyến hậu của tuyến hông của tiếp của cái kế bên đó, vào đây nó ánh điện hơi tối nhưng mà em bao đẹp cho các bác, đẹp xuất sắc, bao đẹp cho các bác. Và em đọc thông số để báo giá đến các bác này. Onkyo model của D77, công suất max là 200W, công suất đầu vào là 75W, 6.4 ohm, made in Japan, cân nặng là 26.5 kg của một chiếc, cả cặp về trên 50 kg, với một mức giá để các bác tham khảo. Onkyo D77 bát 31, mức giá là mức giá là 9.500.000. Các bác tham khảo, loa đẹp ạ. Và tiếp đây em giới thiệu đến các bác một cặp Onkyo, đó, PS33X ạ, công suất max là 50W, 6 ohm, độ nhạy là 90 dB. Đó, loa rất là đẹp, một cái màng carbon gân vải nguyên zin, bát nó rơi vào tầm độ khoảng 24 cm, và một cái chung màng giấy nó rơi vào tầm 12 cm, và một cái tép đôm rất là lớn luôn. Và tuyến thùng này em soi kỹ, tuyến loa này đó, rất là đẹp ạ. Chiều cao 50 và chiều rộng 27 và chiều sâu 23 cm cả ê căng. Quá trời, em chút để em quay tuyến hậu của cả một lỗ thông hơi phía đằng sau của cả một cặp cho các bác. Đó, rất là đẹp luôn ạ, không có bể nở sứt sẹo gì.
Đó, mô đen thì nó đã ghi đằng trước với một mức giá để các bác tham khảo là 2.700.000, 2.700.000 để các bác tham khảo. Và đến đây em xin tạm dừng video. Các bác xem được video thì cho em xin nút like, nút đăng ký để nhận những thông báo thường xuyên shop bên em review. Và bên shop em xin nói thêm, tức là loa nhiều hơn âm ni. Các bác hỏi âm ni thì điện trực tiếp cho em qua tấm biển Thanh Đạo Audio kia. Đó, tại vì là em sẽ làm nhiều loa hơn là âm ni. Đời sắp tới thì em sẽ làm thêm âm ni để giới thiệu đến các bác. Và đến đây em xin tạm dừng video. Xin hẹn gặp lại các bác.